Xin chào tất cả các anh chị em đam mê tennis. Xin mời anh chị em đến với sân trung tâm cụm sân VOV Mễ Trì. Hiện tại em đang chuẩn bị live stream trận đấu nội dung 1500 giữa 4 vận động viên Phong Lốp, Mạnh Cụt đối đầu với cặp vận động viên Nghìn Nguyễn và Khải Trần. Ở phía xa màn hình là Nghìn Nguyễn, vận động viên với điểm Việt Tennis là 810. Ở gần màn hình là anh Khải Trần, điểm 790. Chào chị Cầm Anh ạ. Hiện tại trên sân trời đang rất là nắng, nhiệt độ ngoài sân tầm khoảng 40 độ. Với rất nhiều khán giả ngồi ở phía khán đài đang cổ vũ cho 4 vận động viên. Chào Eric Hoàng nhá, chào anh Đỗ Tiến Dũng nhá. Anh chị em xem xe live stream giúp em nhá. Xin chào nhá. Ở gần màn hình là mặc áo đỏ, giày đỏ là anh Huỳnh Thanh Liêm, Bồ Liêm. Đây. Còn đây là cặp đôi song đỏ đây. Anh Hiếu Bầu, chủ tịch câu lạc bộ VOV. Chào anh em nhá. Đây là anh Hiếu Bầu ạ. Xin chào. Đây là anh Liêm ạ, Liêm đội mũ đỏ này, anh Hiếu Bầu. Chào anh em, chào cả nhà. Đội mũ đỏ áo vàng là anh Phong Lốp nhá, đang uống nước chuẩn bị ra sân. Chào anh Đức Thịnh nhá, ra sân anh Thịnh ơi. Anh Hoàng Nhảy ơi, anh đây. Hoàng Nhảy bao nhiêu, Hoàng Nhảy mấy cú? Chào thị Trần Tuyết Uyên ở trên sân, các vận động viên đang vào độ. Hoàng Nhảy đâu rồi, Hoàng Nhảy đâu, nhận mấy cú anh Hoàng ơi. Mạnh Nghĩa, cái chân này nó bị nghiêng anh ạ. Chỉnh như này. Cái này anh chỉnh. Đây rồi. Được chưa? Đây. Vậy ok đấy, em thấy chưa? Cái tinh ý, thấy không? Bây giờ nó phải bằng mép này, bằng mép sân, lùi. Kéo dài, kéo lùi ra sau này thì nó sẽ rộng ra này. Đấy, ok rồi, xong chưa? Đẹp chưa? Đẹp rồi. Trần Tiết Uyên nội dung bao nhiêu thế? Nội dung 1500 chị nhá. Như anh Phong Lốp là không có điểm trình, nhưng mà điểm của anh Phong Lốp cũng phải tương đương với vận động viên 810. Chào anh Hùng Hero, chào anh Như Ý Đoàn, chào anh Bình Trịnh, chào Ruồi Mũi nhá. Trận đấu siêu kích điển này được lồng tiếng bởi Ruồi Mũi, ngôi sao mới nổi của sân VOV. Anh Hiếu bắt bên nào? Hả? Anh bắt bên nào? Anh lấy bên ai với ai nhỉ? Bên kia là anh Khải Trần với Nghìn Nguyễn này. Bên này là đâu, em bắt bên anh Mạnh. Mũ đỏ, áo và áo xanh nón chuối, quần xanh blue, giày đen đỏ là anh Phong Lốp. Chào bữa chọc bộ em nhá. Chào Bùi Huy Đức em nhá. Chào anh Tùng Hà. Chào anh Huỳnh Thanh Liêm.
Trọng tài bắt trận đấu này là Long Tèo, sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Vinh. Hôm nay Tèo em ra ngoài này giao lưu. Trời nắng đây là rất là mờ. Thử báo. Tỷ số giờ đang là 0-0. Khải Trần sẽ ra bóng đầu tiên. Khải Trần, anh Khải Trần điểm Việt Tennis là 690. Cũng là một chuyên gia đánh solo. Bóng, trận đấu bắt đầu. Lỗi bóng 1. Chào anh Phong Phạm nhá. Hay quá, một cú trả bóng ra mang của Thần Điêu và Nghìn Nguyễn vô lưới. Lỗi 0-15. Lỗi bóng 1. Chào anh chị coi nhá. Lỗi rồi. Bình thường quả lốp của anh Phong này nó sẽ phải cao ngang với ngọn ngang với cột phát sóng VOV, nhưng mà hôm nay anh Phong lại lốp ngay đầu lưới mà anh Khải Trần bất ngờ smart lỗi. 0-30. Ra bóng 1 tốt. Tuyệt vời. Cú gài bóng của Nghìn Nguyễn rất tốt và nhưng mà anh Phong Trần tốt hơn. Đó, em bắt vô đây. Anh Phong chạy phanh két két và cứu bóng. Rất là tốt luôn. 0-40. Chào Lý Giang nhá. Đánh sân nào vậy bạn? Hiện tại trận đấu đang diễn ra tại sân tennis VOV Mễ Trì. Cú ve trái rất tốt. Tuyệt vời. Hay. Một đường bóng bền. Ngoài. Mất break. Anh Khải Trần đã mất break. Tỷ số bây giờ đang là 1-0 nghiêng về đôi Mạnh Phong. Thần Điêu cố lên. Anh Phong đang tự khen mình, quả kia đẳng cấp nhỉ. 0 ai bắt nhỉ, chán thật. Chào chị Hải Nguyễn nhá. Chào anh Nguyễn Trường Nhân. Một không. Không không. Chào chị Nguyễn Thanh Liễu nhá. Ra bóng 1 tốt. Ao. 15-0. Lỗi bóng 1. 15-0. 1-0, 15-0. Ăn bóng 2. Hay lắm, Nghìn Nguyễn bắn thẳng lưới anh Phong và sau đó gài một đường bóng lỏng ra mang. Chào anh Liêm. Và anh Thần Điêu vô lê bóng lỗi. Vừa đi qua màn hình là anh Hòa Nhái.
Phúc Toàn đừng để phong lốp thì mát. 15 đều. 1-0, 15 đều. Phát bóng 1 tốt. Cú cây lốp của anh Khải hơi non tay. 30-15. Xuất sắc. Cú lốp cuối sân của anh Khải Trần rất tốt. Qua hai đầu lưới. Bóng rơi cú sâu cuối sân. Ăn điểm, VN. 30 đều. Đông là đông. Đánh đi. Chào chị Vân Khánh Linh nha. Khải Sở Khanh khe lòi. Không khe đâu, anh Khải đánh hay lắm anh ơi. Là bóng một tốt. Lại lốp cuối sân. Hay lắm. Ao. 40 đều. 1-0, 40 đều. Nhìn Nguyễn quả căng quả mềm. Gài bóng rất tốt. Anh Khải Trần trả ra bóng đứt dây. Đối thủ rất là fair play. Dừng bóng luôn. Chào anh Rocketman Bình nhá. Đã. Mệt quá. Nhiệt độ ngoài sân bây giờ tầm khoảng 45 độ. Trời rất là nắng nóng. Chào anh Toàn Nguyễn nhá. Điệp Nguyễn Hồ. Bóng lốp mà cũng đứt dây kìa. Tùng Hà. Chào anh Ngọc Béo nhá. Chào anh Cường, Phan Anh. Được cái anh Khải rất là nhiều vợt, cầm thêm hai cái vợt mới nữa vào. Anh Khải Trần đánh vợt Pro Staff, mặt vợt 16-18. Trình Còi, thằng ruồi mũi láo, giáo sư Ngọc mày bảo anh Ngọc Béo. Ơ, em có bảo đâu anh Trình. Đấy, anh vừa nhắc lại nhé. Nó có 5 cây, anh Tùng CDS. Chào anh Bách Trần nhá, chào anh Kiên nhá. Nắng quá mà em vẫn phải đứng này mà các vận động viên không chịu vào sân. Không được anh kia ạ. Nắng ngay lên chóng mặt ngay. Khiếp thật. Nắng anh nhỉ? Nắng quá. Quá kinh. Phong cách của anh Khải là cứ mỗi một game ra bóng là một sẽ thay một chiếc áo. Cậu thay một chiếc vật. 40 đều. Trận đấu tiếp tục. 1-0, 40 đều. Là bóng một tốt. Nhưng mà cú ve trái của anh bị lỗi. Muộn bóng. Bóng bay ra tít hàng rào. Lợi dao. Oh.
Lợi đều. Cú volley của Nghìn Nguyễn bóng bay ra tít hàng rào. À, game 2-0. Anh Mạnh ngày xưa phát bóng rất là yếu, nhưng mà từ hôm học một khóa sớp bóng pro của Ruồi Muỗi, phát bóng rất chuẩn luôn. Bóng luôn đi vào góc chữ T mới là chữ A. Nghi nên thì phải học lốt của em anh ạ. Đấy. Game giao bóng thứ 3. Nhìn Nguyễn cầm giao bóng. 0-0. Hay quá. Cú smart ăn điểm. Winner của anh Khải Trần. Vận động viên Nghìn Nguyễn có điểm Việt Tennis là 810. Giao bóng rất nhẹ nhàng. Uyển chuyển. Đấy, rồi lên lưới. Hay. Hai cú smash liên tiếp ăn điểm của anh Khải Trần. 30-0. 0-2, 30-0. Xong lốp Mạnh Cụt ăn rồi. Ao. Cú volley thiếu cảm giác của anh Khải. 30-15. Bên kia là được cặp xong lốp. Đường bóng rất bền, Anh Phong thả bóng rất lòng, rất khôn. Đúng là cái đẳng cấp của chuyên gia đánh độ. 30 đều. Thả một đường bóng rất là lòng ở phía trước hai vận động viên, làm hai vận động viên không hiểu ý nhau. Không hiểu ý nhau rồi, lại một đường bóng xuyên hai phường của Nghìn Nguyễn ăn điểm. Winner. 40-30. Văn Hùng cao, lốp đẹp quá. Cú ve trái may mắn của anh Phong trèo lưới sang sân. Cú forehand giật của anh Phong bóng xa bóng nhiều quá, bóng không qua lưới. Nghìn Nguyễn giữ game giao bóng thành công. Tỷ số bây giờ đang là 1-2. Đổi sân đổi giao bóng. Game giao bóng tiếp theo là của anh Phong Lốp. Chị Vân Khánh Linh, đôi Nghìn Nguyễn khó ăn đôi Phong Lốp kia lắm. Đúng rồi chị ạ, ở trên sân hầu như mọi người đều bắt đôi bên đôi lốp này. Anh Mạnh Cụt đi về phía gần màn hình này. Đây là anh Phong Lốp, mũ đỏ, áo xanh nõn chuối, quần xanh blue. Đấy. Game thứ tư, anh Phong Lốp ra bóng. Mình ơi, chơi chai nước mình ơi. Đấy, cơm. Đấy. Đây, bố ơi. Vâng, em xin anh. Đây là bố Liêm ạ. Cảm ơn anh. Xin chào nhé. Khổ nhất là trọng tài Long Tèo. Ngồi trên ghế rất cao, chịu dưới cái nắng 45 độ, không nước. Trận đấu tiếp tục. Anh Phong ra bóng rất tốt, tràn lưới rất nhanh. Ngoài, đúng là gia đa của Nhật đây rồi. Cảm giác bóng tốt, bóng ngoài. 15-0. Cú ra bóng thân sầu.
Đội bóng 1. Lỗi. Cảm giác cả một cái góc sân rộng mà anh Khải lại đánh ra ngoài. 30-0. 2-1. Đội bóng 1. Một đường bóng rất bền, quả căng quả nhẹ. Ao, rất tiếc anh Phong vô lấy lưới lỗi. 30-15. Phải nói là bốn vận động viên đánh bóng rất chỉn chu, kỹ bóng. Hay. Cú smart gài vào chân của Nghìn Nguyễn. Nghìn Nguyễn trả ra bóng, trả lỗi. Dummy vô lấy lỗi. 40-15. 2-1. Ra bóng 1 tốt. Hay quá. Đổi ra bóng. 1-3. Tôi kia đôi nghìn Khải đang phải làm giảm nhiệt độ trận đấu lại bởi vì đôi bên này đánh quá già dơ. Cả anh Phong anh Mạnh đều là đường bóng rất là già. Lốp, cào ngang ngọn VOV. Hay, cú ngắt lưới đầy tinh tế của anh Khải Trần. 15-0, 1-3. Ra bóng 1 tốt. Hơi tiếc. 15 đều. À 30-0. 30-0, 1-3. Dạ anh Khải Trần rất là khỏe nhưng mà anh cứ giả vờ mệt. Ở cái sân VOV này có thể hơi. Hay. 40-0. Đến từ 40 nhá. Chào 5.000 anh em đang theo dõi livestream rồi nhá. Chào anh Hảo Sport nhá. Đội bóng 1. Lỗi, anh Khải giữ cái giao bóng thành công. Huỳnh Đoàn, thân điêu cố lên để cuối tuần có bia uống. Tí có bia uống luôn anh ạ. Tỷ số bao nhiêu trọng tài nhỉ? Lăn Tèo ơi, tỷ số bao nhiêu rồi nhỉ? 2-3. Đổi sân đổi ra bóng.
Hiện tại là trời nắng gắt nên là ảnh hưởng đến trận đấu rất là nhiều. Nhiệt độ trên sân tầm 45 độ. Các vận động viên rất là nhanh mệt. Đây, bố húc đây. Quay đây, quay, bố húc quay. Đấy. Bố Liêm là rất là tận tình phục vụ các vận động viên. Phương Nguyễn, tỷ số bao nhiêu rồi em? Tỷ số hiện tại đang là 3-2 nghiêng về đôi Phong Mạnh anh nhá. À, đôi anh Phong Mạnh bẻ được một game giao bóng của anh Khải Trần, game đầu tiên. Game thứ 6 thì anh Mạnh sẽ cầm giao bóng. Đỗ Tiến Dũng. Không em bảo hộ thằng nghìn anh theo 5 két bia. Anh có vào độ luôn không này để em báo nghìn này. Ở cái sân này mà anh Khải là người khỏe thứ hai thì không ai là người khỏe thứ nhất. Cao 1m78, nặng 85kg, body rất là đẹp luôn. Phát lại bóng 1. Ném bóng trước em ơi. Đó, ba đôi Mạnh Phong Win. Chào anh Long Nguyễn nha. Úi giời, phải nói là cú tràn lưới của anh Phong rất nhanh. Anh Phong có cái quả bụng bia nhưng mà vác bụng bia chạy cũng nhanh lắm. Mười lăm đều. Một đường bóng gài bóng rất tốt của nghìn. Một quả vào chân và một quả lỏng ở trên lưới. Anh Mạnh thiếu chân, vớt bóng lên và việc còn lại là của anh Khải Trần. Ao. Cú vô lê thiếu cảm giác của anh Khải. 30-15. Đấy, bắt đầu đến giờ anh Phong nổ này. Chân anh Phong nhanh, có thể nói là gần nhất Hà Nội đấy. Ba mươi đều. Anh Mạnh thì cứ ui, còn anh Khải thì bảo là ui cái đéo gì. Và kết quả là anh Mạnh đoa bóng rút lưới. 30 đều. Quả ra bóng rất là tốt nhưng mà cú di tơn cũng rất tốt nhưng mà trọng tài lại bắt ngoài. Ra bóng 2. Hay. Phải nói là anh Phong nhanh thật. Tưởng rằng có một khoảng trống sân mênh mông nhưng mà anh đã kịp bay về để lấp chỗ trống. Tạo áp lực cho nghìn Nguyễn. Cú ve trái của nghìn Nguyễn bóng bay ra hàng rào. 40-30. 3-2. Mạnh lên. Mạnh lên. Đổi ra bóng. 24. Cú smart của anh Phong thì nó không mạnh, nó cũng không nhẹ, nó cứ đều đều ấy.
nhưng mà lại rất hiệu quả. Lối đánh của anh Phong nó là rình rập, chờ đối thủ tự hỏng. Chào anh Tiến Support nhá, chào anh Kiên Bùi nhá. Anh Long Nguyễn là mình mạnh đánh anh à, không chịu nổi 4 giờ. Phong nhỏ điểm smart khó chịu, đúng rồi. Đi qua màn hình là anh Hiếu Telit. Mình Nguyễn ra bóng. Tỷ số lớn đang là 4-2. 2-4. Mười lăm không. Đầu tốt. Cú bẻ lái quay xe của Nghìn Nguyễn rất tốt. Bóng ra mang, chạm dây. 30-0. Cú lốp của anh Thần Điều rất tốt. Bóng rơi gầy cuối sân. Không ngoài đâu em ơi. 30-15. Ba mươi đều. Nhìn đờ mi vô lây vào bên tay thuận của anh Thần Điêu. Và nhận ngay lại một cú đoa căng bóng. Quả bóng rất là ngon thì anh Khải enter bóng ra đúng đầu chiếc limousine ở phía xa màn hình. Lại ngoài. 2-4 lại ngoài. Chào chị Hoa Tennis nha. Chào em Nguyễn Tú Anh nha. Lại lốp. Hai thần lốp đây rồi. Đường bóng rất bền. Tuyệt vời, kết thúc. Nghìn mất break. Tỷ số là 2-5. Đổi sân, đổi ra bóng. Đơn ra bóng thứ 8 là anh Phong lốp sẽ ra bóng. Khả năng tỷ số sẽ dừng ở 6-2 rồi. Chào chị Bạch Tuyết nha. Chào anh Tân Hà. Nào mời Phong Sô-cô-la, mời anh. Bảo đi làm gì nữa. Chào anh Chuyên. Đây anh Chuyên này. Phong Sô-cô-la đây. Các hạ thủ của sân Mỹ Đình và sân Vũ Bão. Đôi nào đấy thằng em, ui không biết để vào xem. Chị ơi đôi Phong Sô Cô La và anh Thần Điêu đánh với đôi Nghìn Nguyễn và anh Khải Trần chị ạ. Vân Khánh Linh đánh thâu chưa à? Đánh đến 2 giờ trưa chị chiều chị ạ.
Sáng nay cũng từ bắt đầu từ 8 giờ đến 2 giờ chiều. Tỷ số bao nhiêu rồi? Tỷ số bây giờ đang là 5-2. Cái giao bóng tiếp theo là của anh Phong. Hai thần độ đứng với nhau thì đôi kia làm gì? Đúng rồi. Hai đôi Nghìn với cả đôi anh Khải. Điểm giống nhau của điểm khác nhau giữa đôi Nghìn Nguyễn với đôi anh Khải đó với ngôi nhà đó là không có cửa. Một vài bóng rất tốt của anh Phong lên lưới. Nhanh như một con sóc vậy. Bóng còn. Chói rồi. Ở phía sai màn hình là bị ngược nắng. Và với cú lốp cao của anh Thần Điêu thì anh Khải Trần đã smart lỗi. 15-0. Ao, 30-0. Thần chim ước mà đi với gió lớn thì bay cao biết chị ạ. Đôi kia xin thua luôn rồi. Đánh không có cửa luôn. Đấy. Điểm giống nhau giữa điểm giống nhau của cái đôi. Tỷ số bây giờ là 6-2 nhá. Em xin dừng livestream tại đây. Chào tất cả mọi anh em nhá. Chưa lắng quá. Đấy. Đèn hết cả người rồi.